bạn đã biết về vòng đời của một con ếch chưa? Đầu tiên, ếch cái sẽ đẻ trứng gần ao hồ. Trứng sẽ phát triển thành nòng nọc. Nòng nọc sẽ phát triển dưới nước, chúng có mang để hô hấp, miệng và đuôi dài, ăn tảo hoặc phi sinh vật để sống. Sau khoảng 4 tuần, chúng bắt đầu hít thở bằng hai lỗ mũi nhỏ xíu và hô hấp bằng phổi. Từ 6 đến 9 tuần sau, nòng nọc cũng bắt đầu mọc hai chi trước và sau, cái đuôi lúc này ngắn lại, đầu trở nên giống ếch rõ ràng. Đến khoảng tuần thứ 12 trở đi, nòng nọc chỉ còn một chút xíu phần đuôi của nó chính thức trở thành ếch con. Ở giai đoạn này, ếch con đã có thể rời khỏi nước và dành phần lớn thời gian sống trên cạn.